Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây này, địa phận xã Suối Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ vị trí này mà đi đến Ủy ban nhân dân xã Suối Giao thì khoảng hơn 2 cây số. Thì giới thiệu quý vị một lô đất này. Chỗ này nó có một cái khuôn viên, có một cái không gian hướng nhìn rất là đẹp quý vị nhé. Đấy, đường này dốc lên này, dốc này, dốc. Cảnh quan nhìn xuống giống như đèo Prenn đi Đà Lạt vậy. Thì giới thiệu quý vị một lô đất đây nằm trên đường này. Đường này gần sắp chảy nhựa rồi. Đấy, có tổng diện tích nó là 1 hectare, tức là 14.000 m². Chiều ngang mặt đường này nó tới hơn 100 m, bắt đầu từ cái gốc cây ngả này kéo dài xuống dưới này. Giá đang chào bán là 5,6 tỷ, tương đương với lại 400 triệu một sào. 400 triệu sào. Đây, đi đây, có độ dốc này, dốc 9%. Đang trồng điều. Đang trồng điều đây. Rất là đẹp ạ quý vị nhé. Không gian rất đẹp luôn. Tuyệt vời ạ. Này, dốc đi xuống này. Không gian này như trùng điệp vậy quý vị. Như này nó cảnh quan nó mới đẹp quý vị thấy á. Đường nó uốn lượn này. Uốn lượn đó. Đấy. Đẹp lắm. Đất của mình xuống giữa mé dưới này. Cả hơn 100 mét. Rồi. Thì sơ bộ cho quý vị biết một lô đất ở đây như vậy đó. Mình đi thẳng xuống dưới này là xuống cái khu du lịch hồ Suối Giao quý vị nhé. Cách khoảng bao xa nhỉ? Chưa đầy 500 m, ở chừng 400. Tức là cách khoảng mấy trăm mét thôi là đến khu du lịch hồ Suối Giao quý vị nhé. Rất là gần. Đây là con đập luôn mà, cái đất của mình là hồ nó lên tới đây luôn. Thế đất của mình là giáp với hồ luôn. Giáp hồ. Đất của mình giáp với hồ Suối Giao luôn nhé. Tuyệt vời đấy. Không gian rất là đẹp đó. Nếu mà như thế thì tuyệt vời đấy. Tại cây cối như này đâm ra là mình khó nhìn nhận được. Và trong kia cũng nói chung là cây cối rồi. Thế nên là quý vị nào có nhu cầu thì đi mua rồi khảo sát thực tế xem khu vực này như thế nào. Còn tôi thấy là không gian ở đây thì vô cùng tuyệt vời đấy. Đồi núi các thứ uốn lượn đẹp. Như thế cảnh quan nó mới đẹp. Quá đẹp rồi. Xin chào quý vị nhé, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.